bốn phẩm thần chú bấy giờ trong chúng có bốn vạn thiên tử đồng thanh thưa trời đế thích đại tiên thường nên lắng nghe thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa này vì sao vì nếu ai có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa này thì làm cho tất cả pháp ác giảm bớt pháp lành tăng thêm phật bảo trời đế thích ông nên trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi bát nhã và làm mật đa sâu xa này. Vì sao? Vì nếu A-tố à lạc và bè lũ xấu ác phát sanh ý nghĩ, chúng ta phải quyết gây chiến với trời 33, thì khi ấy các ông mỗi người nên trí thành tụng niệm bát nhã và làm mật đa sâu xa này, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Khi ấy sự phát sanh tâm ác của A-tố à lạc và bè lũ kia tự nhiên tiêu tan, trời đế thích bạch Phật. Nếu như vậy thì bát nhã bà la mật đa sâu xa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng. Phật bảo trời đế thích. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì chư Phật ba đời đều y vào vua đại thần chú bát nhã bà la mật đa sâu xa này mới chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thuyết pháp mầu nhiệm cho các hữu tình kiều thi ca y vào bát nhã và làm mật đa sâu xa thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo bốn tỉnh lự bốn vô lượng bốn vô xác định năm thần thông hoặc vô lượng vô biên các phật pháp khác đều được xuất hiện Kiều Thi Ca, y vào vua đại thần chú bát nhã và làm mật đa sâu xa, thế gian mới có Bồ Tát xuất hiện. Khi vào Bồ Tát, nên thế gian liền có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lượng, 4 vô lượng, 4 vô xác định, nam thần thông hoặc vô lượng vô biên và pháp khác, khác đều được xuất hiện. Kiểu thi ca, nếu khi các đức như lai ứng tránh đẳng giác không xuất thế, thì chỉ có Bồ Tát nhờ năng lực tăng thượng của bát nhã bà la mật đa sâu xa đã được nghe trước kia, mà phương tiện trình bày 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lượng vân vân làm cho các hữu tình siêng năng tu học kiểu thi ca ví như ban đêm nhờ vào mặt trăng tròn đầy ánh sáng chiếu tận các vì tinh tú làm cho các cây cỏ vân vân theo năng lượng đó đều được phát triển như vậy như là ứng tránh đẳng giác đời trước đã diệt độ tránh pháp không còn và khi chưa xuất hiện các thiện hạnh tránh hạnh trong thế gian tất cả đều y vào Bồ Tát mà được xuất hiện Phương tiện thiện xảo của Bồ Tát đều y vào Bát Nhã Bà La Mật Đa mà được thành tựu, thế nên Bát Nhã Bà La Mật Đa là cội gốc của các pháp lành thù thắng vậy lại nữa kiểu thi ca nếu hư thiện nam tử thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng bát nhã bà la mật đa thì sẽ được các thứ lợi ích ngay đời hiện tại nghĩa là các thuốc độc lửa nước đào binh tai họa tật dịch hoàn toàn không thể làm hại nếu gặp phải việc quan oán tặc ép ngặt mà trí tâm tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa thì dù phải đến những chỗ đó cũng hoàn toàn không bị người kia trách phạt làm hại. Người kia muốn tìm lỗi hoàn toàn không thể được. Vì sao? Kiểu thi ca vì thế lực oai thần của bát nhã ba la mật đa sâu xa khiến được như vậy kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, nếu muốn đến chỗ quốc vương, vương tử, đại thần, vân vân, trí tâm tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì nhất định được quốc vương, vân vân, hoan hỉ, hỏi han, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Vì sao kiểu thi ca? Vì bát nhã và làm mật đa sâu xa thường đưa đến các thứ việc từ bi cho các hữu tình. Do nhân duyên này, nên những kẻ tìm lỗi bằng vô số phương tiện cũng đều không thể tìm được lúc đó có nhiều phạm trí ngoại đạo muốn tìm lỗi của phật đi đến chỗ phật khi ấy trời đế thích thấy vậy nghĩ nhiều chúng phạm trí ngoại đạo đi đến pháp hội dò xét tìm lỗi của Phật lẽ nào không gây sự khó khăn trở ngại cho bát nhã. Ta phải tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa đã thọ nhận từ nơi Phật khiến cho bọn ta kia rút lui. Nghĩ xong liền tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Ngày khi ấy, nhiều chúng phạm trí ngoại đạo từ xa tỏ bày lễ kính nhớ quanh bên phải thế tôn và quay lui. Giá lợi tử thấy việc như vậy, nghĩ chúng ngoại đạo kia do duyên gì vừa đến liền quay lui. Phật biết ý nghĩ của xá lợi tử nên bảo xá lợi tử. Các ngoại đạo kia đến tìm lỗi của ta nhưng do trời đế thích tụng niệm bát nhã bà la mật đa nên khiến họ quay lui. Giá lợi tử ta hoàn toàn không thấy các ngoại đạo kia có chút bạch pháp nào. Họ chỉ mang tâm xấu ác muốn tìm lỗi nên đi đến chỗ ta. Giá lợi tử ta hoàn toàn không thấy chỉ thuyết ban nhã mà tất cả thế gian có các thiên ma và loài hữu tình ngoại đạo vân vân ôm ấp tâm xấu ác đến tìm lỗi được tiện lợi vì oai lực của bát nhã nên không thể phá hoại được vậy khi ấy ác ma thẩm nghĩ, nay Phật đang có bốn chúng cung kính vây quanh và chư thiên cõi dầu cõi sắc đều đến hội họp tuyên thuyết bát nhã bà làm mật đa. Trong ấy chắc chắn có các đại Bồ Tát, đích thân ở trước Phật được thọ ký Bồ Đề sẽ đắc quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề truyền vận bánh xe diệu Pháp, làm cho chống không cảnh giới của ta ta phải đi đến phá hoại bạn bè họ. Nghĩ như vậy, ác ma hóa làm bốn quân tinh nhuệ dõng mãnh đi đến chỗ Phật. Trời đế thích thấy vậy nghĩ, phải chăng ác ma hóa ra việc như thế là chỉ vì muốn đến hại Phật và gây khó khăn trở ngại cho bát nhã ba la mật đa? Vì sao? Vì bốn quân này trang bị uy nghiêm rõ mãnh, các quân lính của vua đều không sánh kịp được, nhất định là do ác ma hóa làm ra. Ác ma luôn luôn dình tìm lỗi của Phật, phá hoại sự tu nghiệp lành của các hiếu tình. Ta phải tụ niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa, được nhận lãnh từ nơi Phật, làm cho ác ma kia rút lui. Trời đấy thích nghĩ xong liền tụng bát nhã ba làm mật đa sâu xa. Ngày lúc đó ác ma từ từ rút lui vì bị oai lực vua đại thần chú bát nhã ba làm mật đa sâu xa bức bách vậy. Khi ấy có vô lượng trời 33 cùng một lúc hóa làm hương hoa trời đẹp phóng lên không trung để dâng lên Phật chấp tay cung tính đồng bạch Phật. Nguyện bát nhã ba la mật đa này trụ lâu trong cõi của người châu thiện bộ cho đến bát nhã ba la mật đa điều bố khắp nhân gian châu thiện bộ nên biết chỗ đó Phật Pháp và Tăng Bảo thường không diệt mất, làm cho thế gian đạt được lợi ích an vui thủ thắng. Bấy giờ chư thiên kia đều hóa làm hương hoa trời tốt đẹp để dâng lên Phật và bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình tu hành bát nhã ba la mật đa, thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng dình tìm lỗi của vị đó không thể được tiện lợi. Trời đế thích bạch Phật. Nếu các hữu tình chỉ nghe danh tự công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên biết các loài hữu tình như thế đã từng cúng dường. Vô lượng chư Phật và ở chỗ chư Phật phát thệ nguyện rộng lớn, tu tập nhiều căn lành mới có thể thành tựu được việc như thế, chứ chẳng phải từ chút ít căn lành mà đạt đến, vốn là có thể lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp, lại biên chép, giảng thuyết cho hữu tình và cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi. Vì sao? Vì muốn cầu trí nhất thiết trí của chư Phật, thì nên tìm cầu trong lý thú của bát nhã bà la mật đa như là hữu tình muốn tìm châu báu quý thì nên phương tiện siêng tìm nơi biển cả Phật bảo trời đế thích, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Chư Phật đạt được trí nhất thiết trí đều là y vào bát nhã bà la mật đa mà được thành tựu, thì ấy khánh hỷ bạch Phật. Vì nhân duyên gì như lai không khen ngợi bố thí cho đến tịnh lợi ba la mật đa mà chỉ khen ngợi bát nhã ba la mật đa, Phật bảo khánh hỷ do Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm Ba La Mật Đa trước nên ta chú trọng khen lại nữa Khánh Hỷ, ý ông thế nào? Nếu không hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã thì như vậy có thể gọi là chân thật tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa không? Khánh Hỷ bạch, thưa không, kính bạch Thế Tôn. Phật bảo Khánh Hỷ, ý ông thế nào nếu hút lìa bát nhã bà làm mật đa là có thể chân thật hồi hướng trí nhất thiết trí phải không? Khánh Hỷ thưa, thưa không kính bạch thế tôn, Phật bảo Khánh Hỷ, do nhân duyên như vậy, ta nói bát nhã bà làm mật đa có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm ba la mật đa trước nên ta đặc biệt khen khánh hỷ nên biết ví như mặt đất đem hạt giống dài vào trong đó gặp các duyên hòa hợp đèn xanh trường nên biết đất giúp cho hạt giống xanh trường làm sự nương tựa vì có thể tạo nên như vậy bát nhã ba la mật đa và sự hồi hướng trí nhất thiết trí của với bố thí ba la mật đa vân vân làm sự nương tựa làm cho xanh trường vì có thể lập nên nên nói bát nhã ba la mật đa có thể làm tôn trì làm đạo sư cho năm ba la mật đa trước nên ta đặc biệt khen khánh hỷ nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có thể hộ trì trí nhất thiết trí nên ta đặc biệt khen trời đế thích bạch phật hôm nay như lai ứng tránh đẳng giác nói cũng chưa hết về công đức lợi ích thủ thắng của bát nhã ba la mật đa vì sao vì con theo thế tôn lãnh thọ công đức lợi ích thủ thắng của bát nhã ba la mật đa rất sâu rộng lượng không biên giới thiện nam tử vân vân trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng pháp ban nhã ba làm bật đa sâu xa lại biên chép giảng thuyết cho người hoặc đem các thứ tràng hoa thượng rượu cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường đạt được công đức cũng không biên giới phật bảo trời đế thích Ta không nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này chỉ có công đức lợi ích thù thắng như nói ở trước. Bát nhã ba la mật đa sâu xa này đầy đủ vô biên công đức lợi ích thù thắng, phân biệt dễ nói không thể hết. Ta cũng không nói thiện nam tử vân vân trí tâm lắng nghe cho đến cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa chỉ có công đức như đã nói ở trước. Vì người kia đạt được phước không biên giới vậy trời đế thích bạch phật bạch thế tôn chư thiên chúng con thường theo giữ gìn hộ vệ thiện nam tử thiện nữ vân vân này không để cho tất cả nhân phi nhân vân vân và các thứ duyên xấu làm tổn hại Phật bảo trời đế thích, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, thọ chỉ đọc tụng bát nhã và làm mật đa sâu xa và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho người, thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử vì nghe pháp nên đều đến hội họp vui mừng hớn hở kính nhận bát nhã và làm mật đa sâu xa như thế các thiên tử này dùng oai lực của chư thiên làm cho vị thầy thuyết pháp tăng thêm biện tài tuyên dương không cùng tận người không ưa thuyết làm cho ưa thuyết người thân tâm mỏi mệt làm cho được khỏe mạnh kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này. Thọ chỉ đọc tụng bát nhã, ba làm mật đa sâu xa, và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho người, được những pháp, lợi ích, thù thắng, hiện tiền như thế cả. Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân ở giữa bốn chúng nên nói bát nhã, ba la mật đa sâu xa như thế, thì tâm không khiếp sợ, không bị tất cả những luận thuyết của ngoại đạo bẻ dẹp, vì sao? Vì người kia nhờ vua đại thần chú bát nhã ba làm Mật đa sâu xa hộ trì vậy. Người kia trụ pháp không nên hoàn toàn không thấy có người vấn nạn, kẻ bị vấn nạn và sự vấn nạn. Cũng không thấy có người có thể tìm lỗi của bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cũng không thấy bát nhã ba la mật đa sâu xa có lỗi lầm. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa cho chúng. Nên được những pháp lợi ích thù thắng hiện tại như thế lại nữa kiểu thi ca nếu thiện nam tử thiện nữ vân vân trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa biên chép giảng thuyết rộng rãi cho người thì thiện nam tử thiện nữ vân vân này tâm không chìm đắm cũng không lo buồn hối hận không kinh không sợ vì sao vì thiện nam tử thiện nữ vân vân này không thấy có pháp có thể làm cho chìm đắm lo buồn sợ hãi vì trong các pháp không có sự chấp trước vậy kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân này do trí tâm lắng nghe cho đến giảng thuyết bát nhã ba la mật đa cho người nên đạt được những pháp lợi ích thủ thắng hiện tại như thế lại nữa kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân nào có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng pháp bát nhã ba la mật đa cũng đến chép giảng thuyết cho người lại đem các thứ tràng hòa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường thì thiện nam tử thiện nữ vân vân này thường được cha mẹ sư trưởng bạn bè quốc vương đại thần và các sa môn bà la môn vân vân kính mến cũng được chư phật bồ tát thành văn độc giác trong mười phương hộ niệm lại được chư thiên ma phạm nhân phi nhân ở thế gian giữ gìn hộ vệ tất cả tai họa đều tự tiêu diệt luận thuyết ngoại đạo không thể bè dẹp kiểu thì cả thiện nam từ thiện nữ vân vân này nhờ trí tâm lắng nghe cho đến cúng dường bát nhã ba la mật đa nên được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân biển chép bát nhã, bà làm mật đa sâu xa như thế và trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp, đặt ở chỗ sạch sẽ, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, khi ấy, cõi nước tam thiên đại thiên này và vô biên thế giới ở mười phương khác, có chúng trời tứ đại thiên vương cho đến trời quảng quả, đã phát tâm vô thượng Bồ đề đến chỗ này quán sát, đánh lễ, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng khen ngợi, đi nhiễu vòng bên phải, lễ bái chắp tay mà lui. Trừ thiền tịnh cư cũng thường đến đây quan sát, lễ bái, đọc tụng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, đi nhiễu quanh bên phải, lễ bái, chắp tay mà lui có các dòng dược xa oai đức lớn nói rộng ra cho đến nhân phi nhân vân vân cũng thường đến đây quan sát lễ bái đọc tụng cung kính cúng giường, tôn trọng khen ngợi nhiễu quanh bên phải lễ bái chắp tay rồi lui kiểu thi ca thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này nên nghĩ cõi nước tam thiên đại thiên này và tất cả trời rồng ở vô biên thế giới trong mười phương khác nói rộng ra cho đến nhân phi nhân vân vân thường đi đến đây quan sát lễ bái đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa của ta đã biên chép cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi nhiễu quanh bên phải lễ bái chấp tại mà lùi như vậy thì chính là ta đã thiết lập pháp thí. Nghĩ như vậy xong vui mừng hớn hở, làm cho sự đạt được phước càng tăng lên gấp bội. Kiểu thì cả thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, nhờ trời rồng, dược xa, á tố lạc, vân vân, ở vô biên thế giới thường theo hộ vệ, chỗ ở của người đó, nhân và phi nhân, vân vân, không thể làm hại được, chỉ trừ nghiệp nhân xấu đã tạo ở đời trước, đời này đã chín mùi, hoặc chuyển đổi nghiệp ác rất nặng ở đời trước, đời này chịu quả máu nhẹ kiều thi ca thiện nam tử thiện nữ vân vân này nhờ năng lực đại oai thần của bát nhã bà làm mật đa nên đạt được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như vậy khi ấy trời đế thích bạch phật thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, do đầu nghiệm biết được có trời rồng, dược xoa, a tố lạc, vân vân, ở quốc độ tam thiên, đại thiên này và vô biên thế giới trong mười phương khác, đi đến chỗ người đó, quan sát lễ bái, đọc tụng bát nhã và làm mật đa sâu xa của người đó đã biên chép, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, chắp tay đi nhiễu vòng bên phải, hoan hỉ, hội niệm. Phật bảo trời đế thích thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, hoặc thấy chỗ để bát nhã ba la mật đa sâu xa này có ánh sáng màu nhiệm, hoặc nghe chỗ đó có mùi hương thơm ngào ngạt khác thường, hoặc nghe có tiếng âm nhạc vi diệu, thì nên biết lúc ấy có các trời dòng vân vân, có thần lực lớn và oai đức lẫy lừng đi đến chỗ đó quan sát lễ bái đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa của người đó, biên chép cùng của...